30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Anh phóng hỏa bắn cháy một tổ dân quân biển của Trung Quốc ở Biển Đông bảo vệ Việt Nam, thưa quý vị. Theo hãng Reuters cho biết, một chiến hạm của Anh đã rẽ sóng qua vùng Biển Đông để khẳng định tự do hàng hải. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Anh nói trong bài phát biểu đăng hôm ngày qua cho biết tàu khu trục của chúng tôi sẽ tiến vào Biển Đông sau chuyến thăm Australia. Hiện rõ ràng hải quân của chúng tôi có quyền làm như vậy. Ngay sau khi phát biểu, tàu khu trục của Anh đi vào phạm vi 12 hải lý tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, nơi mà phía Trung Quốc đang cho xây dựng, bồi đắp trái phép 7 hòn đảo nhân tạo. Ngay sau đó, phía Trung Quốc đã điều một nhóm tàu chiến bí mật theo dõi con tàu khu trục có trọng lượng 65.000 tấn của Anh. Thưa quý vị, theo tiết lộ của một vị chỉ huy hải quân của Anh cho biết, tàu của chúng tôi có quyền đi qua khu vực Biển Đông. Chúng tôi có sứ mệnh bảo vệ tuyến hàng hải của thế giới ở Biển Đông và chúng tôi là đồng minh của Mỹ và là đối tác chiến lược về an ninh quốc phòng, kể cả các nước trong khu vực Đông Nam Á, nhất là đối với cả Việt Nam. Đó là lý do mà tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của chúng tôi có mặt tại Biển Đông. Theo tờ báo Hoa Nam của Trung Quốc cho biết, hành động của tàu chiến Anh tiến sát vào vùng lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông khiến Bắc Kinh nổi giận đùng đùng. Trung Quốc đã cử một nhóm tàu gồm 15 tàu chiến, trong đó có 5 tàu hải cảnh, 5 tàu cảnh sát biển và 5 tàu dân quân biển bí mật theo dõi đường đi của con tàu khu trục của Anh. Nhóm tàu của Trung Quốc đã phát hiện tàu khu trục của Anh tiến sát vào bên trong ranh giới đường lưỡi bò của Trung Quốc. Ngay lập tức, 4 tàu quân biển của Trung Quốc đã lao lên hăm dọa và ra tín hiệu xua đuổi con tàu của Anh và sau đó đụng độ đã xảy ra. Tàu dân quân biển của Trung Quốc đã nổ súng bắn thẳng vào mạn sườn trái con tàu chiến của Anh. Ngay sau đó, các thủy thủ đoàn trên con tàu của Anh đã quyết định phóng hỏa và làm cháy một tàu dân quân biển của Trung Quốc. Phát hiện một tàu bị bắn cháy, nhóm tàu Trung Quốc nói trên đã tăng tốc bao vây con tàu chiến của Anh. Cuộc đụng độ chỉ dừng lại ngay sau khi tàu của Anh đã đi qua vùng được cho là đang có tranh chấp mà phía Trung Quốc đang tự nhận, đó chính là vùng biển, vùng lãnh hải của mình ở ngoài Biển Đông. Theo tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc có tên là China Morning Post dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Cảnh Sảng nói rằng tình hình Biển Đông hiện nay diễn biến hết sức phức tạp. Chúng tôi yêu cầu của bên liên quan, đặc biệt là các nước như Mỹ, Anh, Nga, Nhật, Úc, Ấn Độ tôn trọng nỗ lực các nước trong khu vực, đặc biệt là tôn trọng luật pháp của quốc tế, luật pháp của Trung Quốc, tôn trọng vùng lãnh hải của Trung Quốc ở Biển Đông mà cả thế giới đã thừa nhận. Chúng tôi yêu cầu Bộ Quốc phòng và Hải quân Hoa Kỳ cũng như Bộ Quốc phòng và Hải quân của Anh cho rút toàn bộ tàu khu trục ra khỏi vùng biển của Trung Quốc. Chúng tôi thông báo rằng hành động của tàu Anh là vi phạm nghiêm trọng đến quyền chủ quyền, quyền tài phán và vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu như tàu của Anh tái diễn những vi phạm và những hành động nói trên. Thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, trong suốt thời gian vừa qua, các tàu chiến, tàu sân bay, tàu tuần duyên, tàu tuần tra của Mỹ xuất hiện dày đặc ở ngoài Biển Đông để thách thức chủ quyền của phía Trung Quốc, răn đe và ngăn chặn sự bành trướng của Bắc Kinh để bảo vệ Việt Nam. Đúng như lời cam kết của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ là sẽ bảo vệ Việt Nam trước những hành động ngang ngược và vô lý của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, được biết, dưới thời chính quyền Tổng thống, ông Joe Biden, Biển Đông được Hoa Kỳ quan tâm một cách đặc biệt trong thời gian gần đây. Mỹ liên tục điều các tàu khu trục, tàu sân bay, máy bay chiến đấu, lính thủy đánh bộ và cả máy bay ném bom tiến vào vùng Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động ngang ngược và vô lý ở ngoài Biển Đông đi, nếu không Bắc Kinh sẽ phải hối hận. Và cũng theo một tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times cho biết chính quyền của Anh cũng đang rất quan tâm thực hiện chiến dịch tự do hàng hải ở các khu vực biển quốc tế trong Biển Đông. Anh cùng với hai đồng minh là Mỹ và Australia thể hiện sự quyết tâm và quyết liệt trong việc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông. Trước một Trung Quốc ngày càng có nhiều tham vọng và hung hăng hơn, kế hoạch triển khai tàu sân bay HMS Queen Elizabeth ở Biển Đông sẽ bao gồm cả hoạt động triển khai chiến đấu cơ tàng hình tối tân hiện đại F-35 của quân đội Mỹ trên con tàu có trọng tải 65.000 tấn của Hải quân Hoàng gia Anh. Thưa quý vị, Trung Quốc đã rất giận dữ về hành động trên. Bắc Kinh cho rằng Anh điều tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tiến vào Biển Đông có thể coi là một hành động thù địch. Phát biểu tại thủ đô London hồi đầu tuần trước, Thiếu tướng, Ủy viên quân sự của Trung Quốc tại Anh cho biết nếu như Anh vi phạm đến quyền chủ quyền, quyền tài phán của Trung Quốc ở ngoài miền Đông, Bắc Kinh sẽ đáp trả mạnh mẽ và không có khoan nhượng. Trung Quốc sẽ không bỏ qua việc Anh phóng hỏa làm cháy một con tàu dân quân biển của Trung Quốc ngoài Biển Đông và Anh sẽ phải trả một cái giá cực đắt cho hành động khiêu khích trên. Trung Quốc cảnh báo Anh chớ thách thức các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông. Thưa quý vị, trong mấy tháng vừa qua, Biển Đông là tâm điểm của sự gay gắt và leo thang căng thẳng. Nguyên nhân chính là do Trung Quốc gây ra.
bởi vì mấy tháng vừa qua Trung Quốc đã điều 30 tàu chiến các loại mang vũ khí hạng nặng cùng máy bay ném bom, máy bay chiến đấu tiến vào vùng biển của Việt Nam để quấy nhiễu, quấy phá. Sau gần 4 tháng Trung Quốc quấy nhiễu, quấy phá ở vùng biển của Việt Nam, Bắc Kinh đã cho rút toàn bộ các tàu thuyền ra khỏi bãi tư chính ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Nhưng Bắc Kinh lại tiếp tục gây căng thẳng khi cách đây 5 hôm, Trung Quốc lại cho điều con tàu Hải Dương Thạch Du 620 tiến sát vào vùng biển của Việt Nam, và theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết con tàu đó đang cách bãi biển Quảng Bình của Việt Nam 65 km. Theo các chuyên gia cho rằng hành động leo thang của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông trong thời gian gần đây là không thể chấp nhận được. Các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Úc, Nga, Australia, Ấn Độ đã lên tiếng phản đối kịch liệt những hành động ngang ngược và bành trướng của Bắc Kinh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc đáp trả lại việc liên tiếp cáo buộc Việt Nam vi phạm chủ quyền của Trung Quốc ngoài Biển Đông khi cho rằng bãi tư chính là bãi Vạn An của Trung Quốc và quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là quần đảo Tam Sa và Nam Sa của phía Trung Quốc. Vì thế, phía Trung Quốc nói rằng Việt Nam đang xâm phạm vào vùng biển của Trung Quốc chứ Trung Quốc không xâm phạm vào vùng biển của Việt Nam. Trung Quốc còn lên án Mỹ kích động ác ý và tuyên bố giữ quan điểm bất di bất dịch về chủ quyền của mình trên Biển Đông. Vì thế Anh, Pháp, Đức liên tục điều các tàu chiến, tàu khu trục cũng như máy bay chiến đấu tiến vào vùng Biển Đông để chống lại những hành vi hung hăng, ngang ngược của phía Trung Quốc và bảo vệ Việt Nam. Và có một tin rất đáng mừng và rất vui cho Việt Nam của chúng ta khi hôm kia tại Bangkok, Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan đã trao quyền Chủ tịch ASEAN cho Việt Nam đăng cai năm 2021. Đây là một cơ hội rất tốt và rất tuyệt vời để Việt Nam của chúng ta ngăn chặn những hành vi xâm chiếm và ngang ngược của Trung Quốc trên Biển Đông. Trung Quốc đang rất muốn ký với ASEAN một hiệp ước cốc có lợi cho phía Trung Quốc. Tuy nhiên, sang năm 2021, Việt Nam của chúng ta làm chủ tịch của ASEAN, chắc chắn Việt Nam sẽ có một bản cốc có lợi cho ASEAN chứ không bao giờ có lợi cho Trung Quốc. Có rất nhiều ý kiến cho rằng trong thời gian vừa qua không hiểu sao phía Trung Quốc lại hối thúc các nước ASEAN hoàn tất nhanh bộ ứng xử cốc để phía Trung Quốc cũng như ASEAN ký vào. Thì câu trả lời chính xác nhất đó chính là Việt Nam của chúng ta sẽ làm chủ tịch ASEAN và Trung Quốc sợ Việt Nam sẽ không cho Trung Quốc ký một bản thỏa thuận cốc có lợi cho phía Trung Quốc. Và một điều rõ như ban ngày đó chính là sang năm 2021 Việt Nam của chúng ta làm chủ tịch ASEAN thì sẽ đưa ra một bộ quy tắc ứng xử cốc mà trong đó có sự ràng buộc, buộc phía Trung Quốc phải tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như luật pháp của Việt Nam. Có như vậy mới dập tắt được tham vọng Biển Đông của Trung Quốc. Qua đây chúng ta thấy rằng tình hình Biển Đông đang rất căng thẳng. Tưởng chừng như phía Trung Quốc cho rút con tàu khảo sát Hải Dương 9 quay trở về phía Trung Quốc để trả lại bình yên cho Biển Đông. Tuy nhiên, gần đây nhất thì Trung Quốc lại điều con tàu Hải Dương Thạch Du 620 tiến vào vùng biển của Việt Nam, và trong thời gian vừa qua liên tục có các tàu chiến, tàu sân bay, máy bay chiến đấu và lính thủy đánh bộ cũng như tên lửa được mang tới Biển Đông của các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức để dằn mặt Trung Quốc cũng như ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Vì thế, chỉ khi nào phía Trung Quốc không còn bành trướng, không còn ngang ngược, không còn ức hiếp các nước trong khu vực Đông Nam Á thì Biển Đông mới dịu êm được. Nước trong khu vực Đông Nam Á thì Biển Đông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới. Tại huyện Cổ Chiang, Tương Tây, tỉnh Hồ Nam, những ngày gần đây trời mưa liên tục. Sáng thứ Tư lại có một trận mưa xối xả khác đổ xuống gây lũ lụt, sạt lở đất trong khu vực. Nhiều tòa nhà dân cư bị cuốn trôi, đường xá bị sạt lở, thương vong và thiệt hại hiện chưa rõ. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, hiện tại 7 ngôi nhà ở làng Lâu Tử Trại, làng Lệ Gia Trại, làng Cửu Long và làng Long Bích ở làng Mậu Dung, thị trấn Mậu Dung, huyện Cổ Chiang và các đường phố của thị trấn Mậu Dung, đường hầm xe lửa tại làng Mậu Bình khiến tuyến đường sắt bị gián đoạn và tỉnh lộ S-229 ở thị trấn Mậu Dung bị gián đoạn do sạt lở đất và lũ lụt. Các đường phố của thị trấn Đan Bình, thành phố Quý Phủ bị ngập lụt. Các số liệu cụ thể về lũ lụt và sạt lở đất ở các quận và thành phố khác đang được thống kê. Theo microblog chính thức của đường sắt Quảng Châu, vào lúc 11 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, mưa lớn đã khiến ngọn núi giữa Cổ Chiang, Hoàn Nhan và Long Bích Thủy trên tuyến giao lưu bị trượt và sập, chôn vùi tuyến đường chạy tàu và ảnh hưởng đến giao thông. Trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ An Hán của tỉnh Tương Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3 trên toàn tỉnh vào lúc 13 giờ. Cục khí tượng dự báo 2 ngày tới sẽ có mưa to hoặc mưa rất to ở một số khu vực phía Bắc Hồ Nam, Trung và Bắc Giang Tây, Bắc Phúc Kiến và Đông Bắc Quý Châu, một số khu vực có mưa to. Hôm nay lúc 6 giờ sáng, một cảnh báo mưa bão màu xanh đã được đưa ra.
Thưa quý vị, kể từ đầu tháng này, lượng mưa lớn và lũ lụt đã đổ bộ vào Hồ Bắc, cùng lúc gây ra lũ lụt khoảng 3,082 triệu người bị ảnh hưởng ở 53 khu vực, bao gồm Thập Yển, Nghi Xương và Tương Dương, 15 người đã thiệt mạng. Theo chube.com, kể từ cuối tháng 3, đã có 3 đợt mưa lớn ở thượng nguồn sông Hàn và lượng nước từ hồ chứa Đan Giang Khẩu qua các tỉnh Hồ Bắc và Hà Nam tăng mạnh. Sau ngày thứ 6 tuần trước, hồ chứa Đan Giang Khẩu tiếp tục tăng cường xả lũ. Mưa dài ngày đã khiến tổng lượng mưa ở thượng lưu sông Hàn vượt lịch sử. Hôm thứ Năm vừa qua, thượng nguồn sông Hàn đã tạo ra lưu lượng đỉnh lũ hơn 18.300 m khối mỗi giây. Ngoài ra, đợt lũ này của sông Hàn đã vào hồ chứa Đan Giang Khẩu tạo ra đỉnh lũ thứ hai là 18.300 m khối mỗi giây. Hôm thứ Năm, hồ chứa Đan Giang Khẩu mở ra một đỉnh lũ khác với hơn 10.000 m khối mỗi giây và có sự chồng chất của ba đỉnh, điều hiếm thấy trong lịch sử lũ ở sông Hàn. Theo thông báo chính thức mới nhất từ tỉnh Hồ Bắc, tính đến 14 giờ chiều thứ Sáu, mưa lớn đã khiến 279.000 ha hoa màu bị thiệt hại, trong đó 76.500 ha không có thu hoạch, 3.710 ngôi nhà bị sập và gần 14.000 ngôi nhà bị hư hỏng. 100.000 người cần trợ giúp khẩn cấp và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 4,84 tỷ nhân dân tệ. Các quan chức ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã tuyên bố trong một cuộc họp báo vài ngày trước rằng sau trận lụt, các quan chức đã kiểm tra từng ngôi làng bị ngập lụt để tất cả những người phải di dời đều có thức ăn và nhà ở. Tuy nhiên, một người dân ở làng Đại Tây An ở Hình Đài tiết lộ với giới truyền thông rằng cho đến nay vẫn chưa có quan chức nào đến làng để điều tra và chia buồn sau thảm họa. Trước đó, các quan chức của thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đã tổ chức một cuộc họp báo. Khâu Văn Song, Phó Thị trưởng thành phố Hình Đài kiêm chỉ huy trưởng của trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán cho biết, sau trận lụt, chính quyền đã cố gắng hết sức để giải cứu. Đi kiểm tra từng bản bị ngập, có 12 bản, tất cả những người bị di chuyển đã được tái định cư, có nước uống, có cái ăn, được chữa bệnh, có cái mặc và có nhà để ở. Tuy nhiên, Trương Nhữ Cường, một người dân ở làng Đại Tây An, đã mất hai đứa con và thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Nói với giới truyền thông rằng, đến nay kể từ khi trận lụt xảy ra, không có lãnh đạo nào từ cấp trên đến làng để điều tra và bày tỏ lời chia buồn. Điều khiến anh cảm thấy khó chịu nhất là phải nhờ người thân, bạn bè giúp đỡ, thậm chí là đi tìm xác con. Người thân và bạn bè của tôi, họ hàng của tôi, bạn bè của tôi, hơn 100 người đã tìm kiếm trong 2 ngày. Trương Nhĩ Cường nói với phóng viên rằng, ông đã yêu cầu chính quyền thị trấn cử người đi tìm đứa trẻ. Jinghua Time đưa tin rằng hôm thứ Hai là ngày thứ ba kể từ khi lũ lụt ở làng Đại Tây An ở thành phố Hình Đài rút đi. Đối mặt với cảnh quê hương bị tàn phá, người dân làng Đại Tây An đã tích cực tổ chức sửa chữa đường làng và dọn dẹp nơi ở hỗn loạn của họ. Khi các con đường xung quanh làng Đại Tây An dần lưu thông trở lại, ngày càng có nhiều tình nguyện viên từ các làng và đường phố lân cận mang đồ cứu trợ từ nước uống và mì gói đến làng Đại Tây An. Lũ lụt ở Hà Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng và người ta đặt câu hỏi rằng có phải một thảm họa do con người gây ra. Sáng sớm hôm thứ Sáu, chính quyền tỉnh Hà Bắc ra thông báo yêu cầu mở 18 hồ chứa nước ở Hình Đài và các nơi khác để xả lũ. Tuy nhiên lúc này dân làng xung quanh hồ chứa đã đi ngủ nên mọi người mất cảnh giác. Cao Thuận Sơn, một người dân sống trong ủy ban thôn của làng Đại Tây An, thị trấn Đông Vương, thành phố Hình Đài, nói với phóng viên tin tức Bắc Kinh rằng vào lúc 1 giờ 50 phút sáng thứ Năm, bí thư đảng ủy thôn Giang Ghê nhận được một cuộc điện thoại thông báo rằng lũ lụt đã đến sớm. Giang Ghê đặt điện thoại xuống và đi thăm làng ngay lập tức. Khi anh ta quay lại thì sử dụng loa của chi nhánh làng để đánh thức dân làng. Một cặp con trai và con gái của gia đình Trương Nhĩ Cường ở phía nam của làng đã bị lũ cuốn trôi. Nhà của Trương Nhĩ Cường nằm ở lối vào phía nam của làng Đại Tây An. Trong trận lụt đó, anh đã mất đi đứa con gái 9 tuổi và đứa con trai 6 tuổi. Theo bản tin tức buổi tối đưa tin, vào hôm thứ Tư, Trương Nhĩ Cường và gia đình vợ Dương Tiểu Duệ đến nhà chú của chồng cô ăn trưa và chơi ở đó. Đến 22 giờ đêm hôm đó, trời vẫn còn mưa, thấy đã muộn, hai vợ chồng cũng lo nước ngập bên đường sẽ cản trở nên chạy xe về nhà. Theo ghi nhận, vào khoảng 22 giờ 30 phút, trong thôn bị mất điện đột ngột, Dương Tiểu Duệ lấy một nửa quả dưa hấu đã được đông lạnh vào buổi sáng từ trong tủ lạnh ra, thắp nến, bật đèn pin và dùng muôi ăn dưa hấu quanh bàn với hai đứa trẻ. Lúc này, ngoài nhà trời vẫn mưa to. Dương Tiểu Duệ cho biết, lúc ăn dưa hấu, cô thấy trên điện thoại di động báo có lũ sắp đến, nên chồng cô đã gọi cho bí thư thôn để hỏi tình hình. Lúc đó chưa đến 11 giờ đêm. Dương Tiểu Duệ cho biết, khi không có thông báo yêu cầu sơ tán nên hai vợ chồng không chuẩn bị sơ tán. Bọn trẻ chơi trên giường một lúc và mãi đến nửa đêm ngày hôm sau mới đi ngủ. Trương Nhĩ Cường chạy vào sân và hét lên: mau lên, nước sắp đến, nhanh chóng kéo đứa trẻ lên.
Dương Tiểu Duệ vội vàng gọi cha mình. Hồ sơ cuộc gọi cho thấy thời gian là 2 giờ 7 phút sáng thứ năm. Lúc này Dương Tiểu Duệ ôm con trai, Trương Nhữ Cường ôm con gái, liều mạng chạy ra ngoài, nước đã vào đến đầu gối. Trương Nhữ Cường mở cửa xe địa hình trong sân, chuẩn bị cho người nhà lên rồi lái đi. Tôi cho vợ và con lên xe, kéo cửa không mở được. Tôi vội mở cửa sổ kéo con ra đứng trên nóc xe, nước đã ngập đến cổ Trương Nhĩ Cường. Lúc này, người đàn ông cao 1m8 không thể đứng yên dưới nước mà nổi lên cùng chiếc xe. Kết thúc rồi, Trương Nhĩ Cường tuyệt vọng hét lên. Trong tích tắc, chiếc xe bị lật. Dương Tiểu Duệ, người không biết bơi đã chộp lấy tay con trai mình một cách mạnh mẽ. Dù sao, tôi cũng không nghĩ rằng mình có thể buông tay. Nhưng nước quá lớn và ngay sau đó, 4 người chúng tôi phân tán trong nước và chúng tôi không thể tìm thấy nhau. 2 ngày sau, thi thể của 2 đứa con Trương Nhĩ Cường được tìm thấy trong bùn, không thể nhận dạng. Vào khoảng 6 giờ chiều thứ Tư, Vương Thành Phi, bí thư ban công tác đảng của khu phát triển kinh tế thành phố Hình Đài cho biết trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông rằng khi mọi người đang được di chuyển thì đỉnh lũ đã đến nhưng không có thương vong. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư, một số dân làng và người nhà của những người đã khuất vây quanh Vương Thành Phi. Trong video trực tuyến có cảnh Vương Thành Phi quỳ gối trước đám đông xin lỗi dân làng và gia đình nạn nhân. Thưa quý vị, theo thống kê từ nhóm các chuyên gia cấp cứu WeChat ở Giang Tô, tính đến 2 giờ trưa thứ Tư, ở Giang Tô đã có hơn 80 bệnh nhân say nắng mới và số người chết tích lũy lên tới 26 người và một số bệnh nhân khác đang được điều trị khó qua khỏi. Trong 3 ngày qua, hơn 20 bệnh nhân say nắng được đưa vào 7 bệnh viện ở Tế Nam, Sơn Đông và ít nhất 2 người trong số họ đã tử vong. 40 bệnh nhân say nắng được đưa đến bệnh viện ở thành phố Tế Ninh, Sơn Đông. 5 bệnh nhân bị say nắng nặng được đưa vào khoa cấp cứu của Bệnh viện Trung ương Thái An. 2 người trong số họ đã tử vong và 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Kể từ thời tiết nắng nóng, Bệnh viện Nhân dân số 2 của thành phố Đông Dinh đã tiếp nhận 15 bệnh nhân bị say nắng và say nắng nặng. 1 người trong số họ đã tử vong. Bệnh viện thành phố Giao Châu – Thanh Đảo đã tiếp nhận 22 bệnh nhân say nắng trong 3 ngày qua và Bệnh viện thành phố Thanh Đa tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân say nắng vào hôm thứ Ba. Trong vòng 3 giờ hôm thứ Ba, 4 người đã được đưa đến bệnh viện vì say nắng ở Liêu Thành, 1 người tử vong sau đó. Ngoài ra, các trường hợp tử vong do say nắng cũng xảy ra ở An Huy, Thượng Hải và những nơi khác. Cũng trong ngày thứ Ba, đủ các loại cá chết chất đống xung quanh ao cá của trang trại Pháp Dương ở thị trấn Quan Tử, huyện Đại Xuyên, Tứ Xuyên. Gần 10 hectare ao cá, 30.000 con cá chết, thiệt hại hơn 200.000 nhân dân tệ. Ông Khương, chủ ao cá cho biết, ông nuôi cá đã 30 năm, hàng tiếng đồng hồ cá chết hàng loạt tôi chịu không nổi. Vào lúc 8 giờ 12 phút sáng thứ Ba, Đài quan sát khí tượng Đại Châu một lần nữa phát tín hiệu cảnh báo nhiệt độ cao màu cam. Dự kiến trong 24 giờ tới, nhiệt độ tối đa ở hầu hết các nơi trong thành phố Đại Châu sẽ vượt quá 38 độ C, có nơi sẽ đạt trên 40 độ C. Trước đó 2 ngày, phụ tải tối đa của lưới điện hợp phì ở An Huy đạt 5,1714 triệu kW, mức cao kỷ lục đầu tiên cho năm nay. Hôm thứ Hai, phụ tải của lưới điện tiếp tục tăng lên 5,532 triệu kW. Và lúc 13 giờ 10 phút trưa thứ Hai, phụ tải điện ở tỉnh Giang Tô đạt 92,38 triệu kW, mức cao kỷ lục. Trong số 13 tỉnh, thành phố trực thuộc tỉnh, có 12 tỉnh, thành phố phụ tải điện cao kỷ lục. Từ thứ Bảy đến thứ Hai, phụ tải của lưới điện ở tỉnh Sơn Đông đạt mức cao kỷ lục trong 3 ngày liên tiếp, đạt 68,386 triệu kW vào ngày 25. Những ngày mưa xối xả ở miền Bắc Trung Quốc dẫn đến thiệt hại nặng nề. Trong số đó, tổng cộng 18 hồ chứa ở Thạch Gia Trang, Hàm Đan, Hình Đài và Bảo Định ở tỉnh Hà Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã đồng loạt xả nước lũ. Người dân nghi ngờ khi xả lũ vùng hạ lưu không được thông báo trước khiến dân làng mất cảnh giác và bị mắc kẹt trong vùng lũ. Theo số liệu chính thức, tổng số 4,001 triệu người đã bị ảnh hưởng ở tỉnh Hà Bắc. Theo tuyên bố chính thức, 50 người đã thiệt mạng và hơn 70 người mất tích. Các quan chức cho biết, ở miền Bắc Trung Quốc từ hôm thứ Hai đến 9 giờ sáng thứ Sáu, tổng cộng có 51 người thiệt mạng, 77 người mất tích, 234.000 người phải di rời khẩn cấp, 6,588 triệu người bị ảnh hưởng, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 6,3 tỷ đô la Mỹ. Nhiều cư dân mạng ở các khu vực nói trên đã lên tiếng bày tỏ trên mạng, mô tả nỗi kinh hoàng khi xả lũ và những thiệt hại mà dân làng phải gánh chịu sau khi xả lũ. Một cư dân mạng ở Hình Đài, Hà Bắc cho biết, nhiều trẻ em ở ngôi làng gần chúng tôi đã bị nước cuốn trôi, không những không có bất kỳ báo cáo nào mà thậm chí họ còn nói rằng không có thương vong. Tôi thực sự rất buồn. Một cư dân mạng khác cho biết, đừng để ai nói đó là giả, đó là sự thật, đó là sự thật. Nhiều ngôi làng ở huyện Nam Hà, thành phố Hình Đài đang bị đe dọa nghiêm trọng.
tại sao một tin tức giải trí lại tiếp tục xuất hiện trên tiêu đề trong khi thật khó để chú ý đến sự an toàn của người dân. Một cư dân mạng có nickname Một cô gái lười biếng không phải là một cô gái lười biếng cho biết. Sinh viên đại học đã làm việc chăm chỉ để khởi nghiệp trong 2 năm và mất 600.000 nhân dân tệ chỉ sau một đêm. Vào hôm thứ Ba, thành phố Hàm Đan hứng chịu trận mưa lớn chưa từng xảy ra trong một thế kỷ. Tính mạng con người quan trọng hơn bất cứ thứ gì khi đối mặt với thiên tai. Nhưng thành phố Vũ An, Hàm Đan, chính quyền đã mở cửa xả lũ ở thượng nguồn mà không thông báo cho người dân ở hạ lưu. Và người dân ở hạ lưu phải chịu thiệt hại lớn về người và của mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Chính phủ không có lời giải thích cho tình huống này. Một cư dân ở thành phố Hình Đài phàn nàn, tại sao không có cảnh báo chính thức về việc xả lũ quy mô lớn như vậy, sắp xếp triển khai trước, nỗi kinh hoàng lúc nửa đêm đã trở thành cơn ác mộng đối với nhiều người ở quận Hình Đài. Một tài khoản Sina Weibo thẳng thừng cho biết, chỉ riêng thị trấn Kinh Hưng, Tiêu Tác đã tìm thấy hơn 60 hải cốt của các nạn nhân. Tại một thị trấn, hơn 100 người đã mất tích và yêu cầu chính quyền không che giấu thảm họa. Ngay cả một số tổ chức tin tức địa phương cũng bày tỏ sự bất bình trên Weibo. Một người dân trong làng nói, không ai bảo chúng tôi sơ tán, nhiều người đã chết, bạn có thể phát sóng không? Bạn có phát sóng không? Tôi không nói dối. Một công nhân viên nói, đến nay chưa có bác sĩ, ở đây có thuốc nhưng người dân không biết dùng như thế nào. Cư dân mạng ở Hình Đài đã đăng tải những bức ảnh cho thấy ngôi làng bị ngập lụt sau khi hồ chứa nước tràn vào. Một cư dân mạng chỉ trích, các phương tiện truyền thông của chúng tôi đang ớn lạnh. Mỗi khi kinh đô có mưa lũ, sẽ có những báo cáo lớn và nó sẽ trở thành tiêu đề của tin tức. Tất cả 18 hồ chứa đã mở cửa để xả lũ, Thạch Gia Trang, Hàm Đan, Bảo Định, Hình Đài bị ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều người bị mắc kẹt, nhiều thôn làng mất liên lạc với nhau. Chỗ sâu nhất của nước thậm chí lên tới 3 mét, có bao nhiêu phương tiện truyền thông sẽ chú ý đến những báo cáo này. Việc xả lũ của hồ chứa là không thể bàn cãi, nhưng chính phủ và các ban ngành liên quan đã không làm tròn nghĩa vụ thông báo. Thiên tai xảy ra, công nghệ tiến bộ, thời thế đang phát triển. Các phương pháp cũ không theo kịp và gây ra thiệt hại lớn như vậy. Ai sẽ chịu đây? Người dân cần một lời giải thích. Người nộp thuế cần một lời giải thích. Hà Bắc, Hàm Đan xả lũ, nước lũ gần như nhấn chìm mái nhà. Cư dân mạng đã đăng tải những bức ảnh ở Hàm Đan, Hà Bắc cho thấy nhà cửa của người dân bị thiệt hại nghiêm trọng sau khi lũ được xả ra từ hồ chứa. Gần đây, lượng mưa lớn đã di chuyển về phía Bắc và Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Sơn Tây, Nội Mông, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây, Cam Túc và Thanh Hải đều bị ảnh hưởng, có khoảng 323 quận và huyện bị ngập lụt. Bắc Kinh đã trải qua trận mưa liên tục trong hơn 55 giờ, tổng lượng mưa và thời gian mưa đã vượt qua thảm họa mưa lũ năm 2012. Điều hiếm thấy trong nhiều năm, nội thành ngập úng nghiêm trọng, nhìn đâu cũng thấy biển, gần 200 chuyến bay tại sân bay thủ đô bị hủy. Mưa lớn cũng làm giao thông tê liệt, 16 chuyến tàu từ thành đô qua Trùng Khánh đến Thượng Hải, Bắc Kinh, Vũ Hán và những nơi khác đã bị đình chỉ từ hôm qua. 50 chuyến tàu cũng bị đình chỉ vào hôm thứ Tư, cảnh các quan chức Hình Đài, tỉnh Hà Bắc quỳ gối. Thị trưởng thành phố Hình Đài xin lỗi toàn xã hội. Điều gì đã xảy ra ở Hình Đài, Hà Bắc trong trận lụt này? Tỉnh Hà Bắc là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt trong những ngày qua. Theo thông báo chính thức của tỉnh Hà Bắc, tính đến 18 giờ chiều thứ Sáu tại tỉnh Hà Bắc đã có ít nhất 144 người chết, 151 người mất tích, 9,04 triệu người bị ảnh hưởng, 5.900 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 16,368 tỷ nhân dân tệ. Chỉ riêng tại thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc, dữ liệu chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết có 25 người chết và 13 người mất tích, chỉ có 9 người thiệt mạng ở Đại Tây An, thị trấn Đông Vương, thành phố Hình Đài, trong đó có 5 trẻ em dưới 10 tuổi và 3 người khác đều là các cụ già trên 65 tuổi. Ngoài ra còn có một thanh niên 21 tuổi bị tàn tật. Đồng Tiểu Vũ, thị trưởng thành phố Hình Đài tuyên bố trong cuộc họp báo vào tối thứ Sáu rằng ông xin lỗi toàn thể xã hội. Ông cho biết bản thân cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã dự báo không đầy đủ về cường độ mưa. Cán bộ các cấp ứng phó khẩn cấp không đầy đủ, thống kê, xác minh, báo cáo tình hình thiên tai không kịp thời, thiếu chính xác. Đồng Tiểu Vũ nói, căn cứ vào tình hình xác minh, tôi phải chịu tất cả những trách nhiệm và chấp nhận bất kỳ hình phạt nào mà tôi phải chấp nhận. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Hình Đài tuyên bố sẽ điều tra nghiêm ngặt các hành vi rời đi mà không được phép, lơ là nhiệm vụ và không hành động trong quá trình chống lũ. Đồng thời, sẽ xử lý đối với những người che giấu, bỏ sót hoặc báo cáo chậm trễ khi xảy ra thiên tai lớn gây thiệt mạng về người và của. Dương Vạn Lâm,
Một nhà bình luận về các vấn đề thời sự ở New York cho biết, theo tuyên bố chính thức ở trên, chắc chắn phải có một thảm họa lớn do con người gây ra trong thảm họa lũ lụt ở Hạ Bắc. Và đã có những trường hợp báo cáo thiếu sót. Vào lúc 2 giờ sáng thứ Tư, lũ ở sông Kili chảy qua làng Đại Tây An với tốc độ dòng chảy 580 m khối mỗi giây. Khả năng dòng chảy bình thường của sông chỉ là 40 m khối mỗi giây và lũ tràn bờ gây vỡ bờ bao. Theo các phương tiện truyền thông chính thức, 12 ngôi làng bao gồm cả làng Đại Tây An đã bị ngập lụt. Tuy nhiên, theo thông tin đa chiều, ngay gần quận lỵ của huyện Nam Hà, thành phố Huỳnh Đài, vì huyện Nam Hà giáp với thành phố Huỳnh Đài có hàng chục thị trấn và làng mạc như thị trấn Giao Thông, làng Diên Lý, thị trấn Hạo Kiều, Phan Trang, Đại Hào. Các ngôi làng bị ngập lụt, có nơi nước ngập đến trên ngọn cây ngô cao gần 3 mét. Gao, một người dân ở làng Đại Tây An cho biết, gia đình 10 người của chúng tôi đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng tủ lạnh và máy điều hòa chảy nước, nước dâng cao gần đến giường. Khi tôi bước ra khỏi giường, nước ngập đến đầu gối. Tôi đi từ phòng ngủ ra cửa, nước đã lên đến thắt lưng, nước lên quá nhanh. Làng Đại Tây An bị ngập lụt vào hôm thứ Tư, nhưng nó không được thế giới bên ngoài biết đến cho đến khi dân làng bị chặn đường vào hôm thứ Sáu. Hầu Văn Song, Phó Thị trưởng Huỳnh Đài Hà Bắc đã tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng lũ lụt ở làng Đại Tây An không phải là do xả lũ nhân tạo, vì chỉ có một hồ chứa Đông Xuyên khẩu nhỏ không thể điều chỉnh được. Trên thượng nguồn sông Kili không có cửa kiểm soát, không có lũ nhân tạo nên không lập tức vào làng Đại Tây An để tổ chức di chuyển dân. Lúc đó nước đã bắt đầu tràn vào làng. Tuy nhiên, việc xả lũ nhân tạo được tuyên bố bởi các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc, bao gồm cả các phương tiện truyền thông đại lục, nói chung là đáng nghi ngờ. Phương tiện truyền thông Lu đã đăng một bài báo có tiêu đề "Thảm họa do con người tạo ra ở làng Đại Tây An, Huỳnh Đài" vào hôm thứ Sáu nói rằng, vào tối thứ Năm, các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một người ở làng Đại Tây An, trấn Đông Vương, khu phát triển ở thành phố Huỳnh Đài, tỉnh Hà Bắc, một thi thể trẻ nằm dưới dòng nước đục ngầu, bùn đất nhìn thật đau lòng. Các nạn nhân trong làng tức giận đã chặn đường cao tốc và quốc lộ vì lý do chính quyền không hành động kịp thời. Bài báo cũng đặt câu hỏi về luận điệu của Khâu Văn Song, Phó Thị trưởng Huỳnh Đài. Vì sông Kili chảy qua làng Đại Tây An nên có 3 hồ chứa ở thượng nguồn, hồ chứa Yangmen, hồ chứa Thu Trang và hồ chứa Đông Xuyên Khẩu. Trong số đó, hồ chứa Yangmen bắt đầu xả nước vào khoảng 17 giờ 30 phút chiều thứ Ba và nước được xả từ hồ chứa Yangmen sẽ chảy dọc theo sông đến hồ chứa Chu Trang. Theo bài báo, vấn đề là hồ chứa Chu Trang xả lũ lúc 3 giờ sáng nhưng lũ lại ập đến làng Đại Tây An lúc 2 giờ sáng. Một số người dân nghi ngờ chính quyền che giấu thời gian xả lũ. Ngay cả khi hồ chứa Chu Trang xả nước lũ sớm hơn 1 giờ thì trận lũ ập đến làng Đại Tây An lại đến từ hồ chứa Chu Trang, điều này là không hợp lý. Theo bài báo, lời giải thích duy nhất là không ai thông báo trước cho dân làng về việc xả lũ chứ chưa nói đến việc tổ chức sơ tán người dân tránh lũ. Phoenix Review đã đăng một bài báo có tiêu đề "Thảm kịch Huỳnh Đài, nỗ lực che đậy thảm họa nhân tạo là không thể tha thứ", tuyên bố rằng video thư ký Ủy ban Quản lý Khu phát triển Huỳnh Đài quỳ gối đã được giới truyền thông xác minh. Trong video, 3 người phụ nữ và một người đàn ông đang quỳ trên đường và khóc. Có người hỏi, bạn có biết làng của chúng tôi có bao nhiêu người chết không? Đằng sau những cách hiểu khác nhau về quỳ gối có thể liên quan đến nhiều việc xác định các thảm họa tự nhiên và nhân tạo. Bài báo cũng cho biết, người dân bức xúc việc chính quyền không thông báo xả lũ, bưng bít thông tin thương vong sau lũ nên chặn đường đòi nói chuyện với chính quyền, nhưng bị chặn lại bởi một số lượng lớn lực lượng cảnh sát. Bài báo đặt câu hỏi rằng thương vong là rất bi thảm và có yếu tố nhân tạo. Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là Vương Thanh Phi đã quỳ xuống và cầu xin sự thương xót từ những người bị ảnh hưởng. Nhưng khi được đài truyền hình Hà Bắc phỏng vấn, anh ta thề rằng không có thương vong. Khi được dân làng hỏi liệu anh ta có biết bao nhiêu người chết trong làng không, anh ta gật đầu và khẳng định là có biết. Ông Wang từ làng Đại Hà ở thành phố Huỳnh Đài đã mô tả tình hình khi lũ lụt xảy ra với Zhaowei News. Làng Đại Hào cách thành phố Huỳnh Đài khoảng 20 km về phía đông. Do thông báo phát sóng kịp thời nên không có trường hợp tử vong nào ở làng Đại Hào. Ông Wang giới thiệu, từ hôm thứ Tư đến thứ Sáu có ít nhất 6 lần xả hồ chứa Chu Trang trên quy mô lớn và mỗi lần xả là huyện Nam Hạ lại bị ngập lụt một lần. Theo báo cáo, các nhà phân tích cho rằng thiệt hại do trận lụt Huỳnh Đài gây ra không hẳn là một thảm họa tự nhiên, mà giống một thảm họa do con người gây ra hơn. Đây là một thương vong nặng nề lẽ ra có thể tránh được. Ngoài ra, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức thông báo rằng hơn 30 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trong trận lụt Huỳnh Đài. Nhưng trên Internet ở Trung Quốc đại lục lại nói hàng trăm người đã chết.
Thời gian gần đây, mưa lớn liên tục ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến người dân ở 26 tỉnh, đồng loạt xả lũ thượng nguồn sông Dương Tử và Hoàng Hà, càng làm trầm trọng thêm tình hình thiên tai. Hôm thứ Sáu, Chúa lại nổi giận, mưa lớn, dông bão, mưa đá, lũ quét, lở đất lại xảy ra. Hôm thứ Sáu, những cơn mưa xối xả liên tục ở Kỳ Loan, Trùng Khánh đã dẫn đến sạt lở đất và lở núi, làm tắc đường cao tốc từ Thông Hội đến Vạn Thánh ở đoạn Kỳ Loan của đường cao tốc vành đai thứ 3 Trùng Khánh S010 và giao thông hai chiều bị gián đoạn. Những trận lở đất mạnh đến nỗi mọi thứ đều bị cuốn trôi khi chúng đi qua. Video quay trực tiếp cho thấy nước mưa mang theo một lượng lớn trầm tích trượt xuống núi và tràn ra đường. Lan can giữa đường bị xô thẳng xuống nhấn chìm trong bùn đất. Một số cư dân mạng cho biết hôm thứ Sáu, khi trời nổi cơn thịnh nộ, ở Trùng Khánh và Bắc Kinh đã xảy ra một cơn bão dữ dội, mưa lớn ở Trùng Khánh gây ra lở đất, sức mạnh thật đáng kinh ngạc. Theo giám sát của trạm giám sát thủy văn thành phố Trùng Khánh, do ảnh hưởng của mưa lớn, một vụ lở đất đã xảy ra ở đoạn km 16 400m của đường cao tốc vành đai thứ 3 Trùng Khánh S0101 từ Thất Mãn đến Vạn Thánh với khối lượng sạt lở khoảng 10.000m2. Gần đây, nhiều nơi ở Trùng Khánh liên tục xảy ra mưa xối xả, đất ở một số khu vực bị bão hòa, rất dễ xảy ra các tai biến địa chất như núi lở, sạt lở đất. Trên Internet đưa tin rằng cộng đồng Coron Bay 2 ở Trùng Khánh đã nhận được thông báo từ Bộ phận Tài nguyên yêu cầu chuẩn bị phòng chống lũ lụt tầng 4 trở lên. Người ta ước tính rằng mực nước lũ năm nay sẽ đạt khoảng 193m, tương tự vào năm 1998. Ngoài mưa liên tục trên toàn lưu vực sông Dương Tử, lưu vực sông Hoàng Hà đã bước vào mùa lũ. Hồ chứa Tiểu Lãng Đề ở thượng nguồn sông Hoàng Hà đã bắt đầu xả lũ tăng cường với tốc độ 6.520m3 mỗi giây vào hai ngày thứ Tư và thứ Năm. Lũ cuốn thẳng xuống phía Nam, làm lũ lụt thêm trầm trọng ở vùng hạ lưu. Chiều cùng ngày, mực nước tại trạm thủy văn thành phố Lan Tây trên thượng nguồn sông Tiền Đường chạm mức nước cảnh báo 28m. Ngay trong đêm đó, chính quyền thông báo khẩn cấp về đợt lũ số 1 trên sông Tiền Đường năm nay đã hình thành và kích hoạt báo động khẩn cấp cấp 4. Bị ảnh hưởng bởi việc xả lũ, thành phố Nghi Xương cách đập Tam Hiệp 40km về phía hạ lưu đã bị nhấn chìm ở nhiều nơi kể từ hôm thứ Hai đầu tuần này và gần như toàn bộ thành phố chìm trong nước. Thành phố cổ Phượng Hoàng ở tỉnh Hồ Nam đã bị biến thành một vùng ngập lụt rộng lớn. Những con đường của thành phố cổ xinh đẹp năm xưa nay bị ngập nước, đi lại rất khó khăn. Nhiều nơi trong nội thành nước ngập đến thắt lưng, nhiều ô tô chết máy do ngập nước trên đường. Các video lan truyền trên Internet cho thấy nhiều thành phố ở Hậu Bắc bao gồm cả thủ phủ Vũ Hán bị ngập lụt, nhiều người bị cuốn trôi hoặc bị điện giật khi nước tràn vào đường phố và nhấn chìm đường dây điện. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, sông Bạch Thủy, một nhánh của sông Dương Tử dâng cao và nhiều nơi ở Châu Thông, Vân Nam bị thiệt hại nghiêm trọng. Mực nước của sông Y Lương Bạch Thủy, một nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử ở Chiêu Thông đã tăng vọt 8,5m chỉ sau một đêm, gây ra thảm họa nghiêm trọng. Người dân địa phương cho biết đây là trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng hơn 60 năm qua tại khu vực này và gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Theo các báo cáo chính thức, mưa xối xả có thể không tạnh, dự đoán có thể kéo dài ít nhất 10 ngày tới. Vành đai mưa chính từ lưu vực Tứ Xuyên đến khu vực Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán và Bắc Giang Nam có thời tiết đối lưu mạnh cục bộ như dông sét và gió giật mạnh. Đài khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa dông màu xanh vào lúc 6 giờ sáng thứ Năm. Mưa to đến rất to xảy ra ở một số khu vực phía Nam Lòng Chảo Tứ Xuyên, Đông Bắc Vân Nam, phần lớn Quý Châu, Tây Bắc Quảng Tây và trung tâm Hồ Nam, các khu vực ở miền Trung Nội Mông, miền Đông Sơn Tây, miền Nam Sơn Đông, miền Trung và miền Bắc Giang Tô và Đông Bắc An Huy sẽ có 8-10 cơn dông và gió mạnh hoặc mưa đá. Các bộ phận của miền Nam Sơn Đông, miền Trung và miền Bắc Giang Tô và Đông Bắc An Huy đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn từ 40-70mm. Các bộ phận của miền Đông Tứ Xuyên, miền Nam Quý Châu, miền Đông Hồ Bắc, miền Trung Hồ Nam, miền Bắc Giang Tây và miền Nam Chiết Giang kèm theo dông bão có cường độ 8-10. Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung Quốc đã cùng đưa ra cảnh báo khí tượng về thảm họa lũ lụt trên núi, cũng như cảnh báo thời tiết đối với thảm họa lũ lụt trên núi. Hôm qua thứ Bảy, lượng mưa ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử tăng đáng kể, có thể có mưa lớn ở Nam Quý Châu và trung tâm Vân Nam. Trong hai ngày tới, rủi ro khí tượng như lũ quét và tai biến địa chất ở Đông Nam Trùng Khánh, Tây Nam Hồ Bắc, Tây Bắc Hồ Nam và Tây Quý Châu sẽ có nguy cơ cao, khả năng xảy ra lũ vượt cảnh báo ở các sông cũng tương đối cao. Ngoài ra, trong những ngày gần đây, khu vực phía Bắc Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và các nơi khác cũng sẽ xuất hiện một đợt mưa. Trong đó, một số khu vực ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông lốc và gió giật mạnh hoặc mưa đá.
Kính thưa quý vị, từ tối thứ hai đến chiều thứ ba, mưa lớn đổ xuống huyện Kiến Thị, Ân Thạch, tỉnh Hồ Bắc, lũ tràn vào các con đường và ngập tầng 1 của các tòa nhà dân cư. Nước dâng cao tới 2 mét. Theo báo cáo toàn diện của các phương tiện truyền thông, từ 23 giờ đêm thứ bảy đến 13 giờ trưa thứ ba, huyện Kiến Thị, tỉnh Hồ Bắc có mưa lớn và mưa lớn cục bộ. Vào tối thứ ba, chính quyền quận Kiến Thị báo cáo rằng tính đến 18 giờ chiều, hơn 160.000 người ở các thị trấn như Diệp Châu, Trường Lương, Mao Đài và Mã Thiên và Long Bình trong quận đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hơn 60.000 người phải di rời dân, tạm thời mới di rời được hơn 800 người. 15 người chết, 1 người mất tích, 95 hộ với 222 nhà bị hư hỏng. Trong đó, sập 16 hộ với 46 nhà, 33 hộ với 85 nhà hư hỏng nặng, 46 hộ thiệt hại, chung 91 nhà. Hơn 2.897 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 1.235 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 320 ha bị mất trắng, một số hàng quán bị ngập, một số tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, giao thông nông thôn bị cuốn trôi, một số công trình cấp nước, cấp điện và phương tiện thông tin liên lạc bị hư hại. Tuy nhiên, do việc làm sai lệch dữ liệu nhất quán của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thế giới bên ngoài tin rằng lũ lụt xảy ra nghiêm trọng hơn những gì được báo cáo. Vào thời điểm đó, một đoạn video lan truyền trên Internet cho thấy những chiếc ô tô trong bãi đậu xe ở quận đã bị lũ cuốn trôi. Tin tức Bắc Kinh đưa tin rằng địa điểm xảy ra vụ việc là cây cầu Phong Vũ nổi tiếng trong khu vực và sông Quảng Lâm, con sông chính của quận chảy dưới cây cầu. Được biết, mực nước đỉnh lũ tại ga Yangtze, Trường Quan trên sông Quảng Lâm đạt 560,7m vào lúc 11:20 trưa thứ Bảy, vượt quá mực nước cảnh báo 3,7m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 1.190m khối mỗi giây. Đây là trận lụt ngàn năm có một. Tại bãi đỗ xe trong khu vực, người dân địa phương cho biết đây là bãi đỗ xe công cộng dành cho người dân gần đó. Thời điểm đó có ít nhất hàng chục chiếc ô tô đậu trong bãi. Trận lụt đã phá hủy hàng rào ven sông khoảng 20m, chiếc ô tô lọt qua khe hở bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, do lũ lên nhanh, tòa nhà mang tính bước ngoặt ở huyện Kiến Thị, đảo Chune ở giữa sông Quảng Lâm đã từng bị lũ nhấn chìm. Ngôi làng mới Nam Sơn bên sông Quảng Lâm có địa hình thấp và bị ảnh hưởng lũ lụt rất nghiêm trọng. Nước lũ từ cầu Nam Chuẩn Đạo tràn vào đường Nam Sơn, cầu Nam bị nhấn chìm và một số đoạn trên cây cầu bị hư hại. Tầng 1 của hàng chục hộ gia đình trong làng bị ngập. Dấu vết của lũ lụt trong các tòa nhà dân cư cho thấy, khi đó nước lũ dâng cao hơn 2 mét. Một người dân ở làng mới Nam Sơn cho biết trời bắt đầu mưa vào khoảng 4 giờ sáng thứ ba và đường phố bắt đầu ngập vào lúc 6 hoặc 7 giờ sáng và mực nước đạt mức cao nhất vào khoảng 10 giờ sáng. Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải vừa kết thúc, Thanh Đảo bất ngờ hứng chịu một cơn bão dữ dội, sấm sét và mưa đá to bằng quả trứng ngỗng. Hàng loạt cây cối trong khu đô thị bị gãy đổ, thậm chí bật gốc, xe cộ bị mưa đá rơi xuống đập vỡ kính và hư hỏng xe, đường xá ngập lụt. Nhưng mọi người sớm phát hiện ra rằng thảm họa tự nhiên này có liên quan trực tiếp đến Hội nghị Thượng đỉnh vừa kết thúc. Chiều ngày thứ hai, Thanh Đảo bất ngờ hứng chịu cơn bão dữ dội, sấm chớp dữ dội, cả khu đô thị ngày đêm bão bùng khiến cây cối bật gốc, đường xá ngập úng, nhiều nơi ngập đến đầu gối, hàng rào công trường bên đường bị tốc mái. Biển báo trên đường trên cao bị gió quật đổ khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng, giờ cao điểm buổi tối kéo đến 11 giờ đêm. Một cư dân mạng viết trên Weibo và nhà phân tích khí tượng Xinxin của kênh khí tượng Trung Quốc đã đăng trên Weibo rằng, từ 17:05 đến 22:05, trạm khí tượng Thanh Đảo đã quan sát thấy một cơn gió giật cấp 12 với tốc độ 34,8 m/s, phá vỡ kỷ lục địa phương kể từ năm 1979. Kỷ lục tốc độ gió tháng này được lập từ 17:41. Xinxin đăng Weibo thứ hai nói rằng lượng mưa ở Thanh Đảo đạt 36,7 mm trong vòng 15 phút từ 17:00 đến 17:15. Sự đối lưu mạnh mẽ này có thể được ghi lại trong lịch sử của Thanh Đảo. Trong thời tiết khắc nghiệt, cư dân mạng địa phương đã đăng tải nhiều hình ảnh ghi lại tại hiện trường. Trong đó có cục mưa đá dài tới 4 cm to bằng quả trứng ngỗng. Một số cửa kính ô tô bị đập vỡ với hơn chục lỗ lớn. Cư dân mạng còn đăng ảnh nhiều loại hải sản từ trên trời rơi xuống khiến dân mạng ngẩn ngơ. Theo phân tích, trận mưa hải sản có thể là kết quả của gió mạnh và dông lốc đã thổi bay tôm cá ở chợ hải sản lên không trung rồi rơi xuống đất. Nhưng sau đó, những người trong cuộc tiết lộ rằng thảm họa thiên nhiên này không phải do tự nhiên gây ra mà do chính quyền đã bắn bom mây trong một tháng để chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải vừa kết thúc, khiến những đám mây trở thành hơi nước siêu bão hòa. Sau Hội nghị Thượng đỉnh, hơi nước siêu bão hòa được giữ trong hơn một tháng nhanh chóng ngưng tụ thành mưa đá. Do lượng lớn bụi do pháo hoa gây ra trong thời kỳ diễn ra hội nghị, một cư dân mạng từ Cục Khí tượng đã để lại lời nhắn.
tôi đã không nghỉ ngơi trong một tháng và tôi đang gửi bom mây đi khắp nơi mỗi ngày. Có người cũng đăng bản đồ thời tiết ở Thanh Đảo. Bức ảnh cho thấy Thanh Đảo bị bao vây chặt chẽ bởi một khối hơi nước hình vòm màu đỏ và gọi trận mưa đá là sản phẩm phụ của sự can thiệp bởi con người tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải. Một người khác để lại lời nhắn, công lao này thuộc về các đồng chí của chúng tôi trong Cục Khí tượng, những người đã chiến đấu ở tiền tuyến 24 giờ một ngày. Bao nhiêu phát súng đã được bắn trong bom mây? Một số người để lại lời nhắn, mưa gió dữ dội ở Thanh Đảo trong gần 1 giờ đồng hồ và trận mưa đá to băng quả trứng đã khiến hầu hết các đường ống và đèn trên tường ngoài của các tòa nhà cao tầng được bố trí cho ánh sáng hội nghị thượng đỉnh trước đó bị phá hủy. Hai ngày trước, chúng tôi đã cố gắng hết sức để phun thuốc lên bầu trời để tạo thời tiết tốt cho cuộc họp của hội nghị. Kết quả là tất cả mưa bão và mưa đá tích tụ đã đổ xuống trong vòng 1 giờ, phá hủy tất cả những môi trường được tạo ra này và con người của Thanh Đảo bị tổn thất nặng nề. Có người mỉa mai rằng đây là lễ bế mạc Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Thượng Hải tại Thanh Đảo. Chiều hôm qua, Thanh Đảo hứng chịu một cơn bão dữ dội từ 17 giờ đến 18 giờ. Trong gần 1 giờ, hầu hết các đường ống và đèn trên tường ngoài của tòa nhà cao tầng đều do buổi trình diễn ánh sáng điên cuồng trước phá hỏng. Kinh phí hàng chục tỷ đồng bị quét sạch, không để lại vết tích. Vài ngày trước, mưa lớn đã gây ra thảm họa ở nhiều vùng của Sơn Đông. Tại sao chỉ riêng Thanh Đảo trời xanh mây trắng lại bị đại bác bắn lên trời tán loạn? Hóa ra việc điều khiển thời tiết nhân tạo thực sự có thể thực hiện được. Cư dân gần địa điểm được yêu cầu rời khỏi nhà của họ và niêm phong, và chính phủ đã cấp 1.000 nhân dân tệ để ở trong một khách sạn. Ai không muốn rời khỏi nhà thì đừng ép, cử hai người mặc thường phục đến ở cùng nhà bạn. Tỉnh Giang Tô của Trung Quốc gần đây đã phải hứng chịu thời tiết khắc nghiệt, gió mạnh và dông bão khiến cây cối gãy đổ và nhà cửa bị phá hủy. Dân số địa phương bị ảnh hưởng bởi thảm họa vượt quá 10.000 người, trong đó 11 người chết và hơn 100 người bị thương do mưa đá. Vào sáng Chủ nhật, sự cố lở núi tại khu công nghiệp Liễu Khê thuộc quận Quang Minh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã vùi lấp nhiều nhà cửa. Bùn đất từ sườn núi đổ xuống vùi lấp khoảng diện tích hơn 150.000 m² khu công nghiệp. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc đại lục, diện tích khu bùn đất ở sườn núi trút xuống vào khoảng 430.000 m², tương đương gần 60 sân bóng đá. Độ dày vùi lấp khi trút xuống cao đến hơn chục mét và làm trôi vùi 40 tòa nhà. Tính đến 15 giờ 30 phút chiều Chủ nhật, có 96 người mất tích. Trên thực tế, sự cố này không phải do thiên tai mà là nhân họa. Trong tình hình không có động đất mưa to nhưng cả một khu bùn đất rộng lớn trên sườn núi bất ngờ trút xuống, vì thế sự cố này đặc biệt không bình thường. Được biết, khối núi trút xuống này không phải núi tự nhiên mà là núi nhân tạo do các loại đất tạp tích tụ lâu ngày hình thành. Bộ Tài nguyên Quốc gia đã thừa nhận vấn đề này khi xác định khối núi đổ xuống là đống đất nhân tạo. Trước đây nó trụ lại vì không có độ trượt. Nơi sườn núi đổ xuống trước đây vốn là hiện trường khai thác đất đá bị bỏ hoang. Gần năm qua, khu hầm mỏ khổng lồ do hoạt động khai thác đất đá để lại đã biến thành nơi tích chứa bùn đất. Theo phân tích của chuyên gia phụ trách địa lý và môi trường, tuy hôm sự cố xảy ra có một cơn mưa, nhưng về lý luận, cơn mưa này không đáng kể để có thể làm lở núi. Nguyên nhân chính là do đống đất phế liệu tích tụ lâu ngày và chất lên quá cao và không có hệ thống phòng hộ nào trụ giữ khối đất khổng lồ này. Do vậy, vị trí lở xuất phát từ nơi khá cao, khi trút xuống với khối lượng lớn nên sức phá hủy nặng nề. Theo tính toán, khối đất trút xuống khoảng 120.000 m³. Trên thực tế, những sự cố tai nạn do nhân họa đang xảy ra ngày càng nhiều tại các thành phố lớn ở Trung Quốc đại lục. Tiêu biểu như vụ nổ ở Thiên Tân vào tháng 8 năm ngoái, vụ đám đông dẫm đạp nhau ở Thượng Hải trong ngày Tết, người chết đuối do mưa lụt ngay trong nội thành Bắc Kinh, báo động đỏ do sương mù ô nhiễm và người dân tại nhiều thành phố không lạ gì với tình trạng khi đi bộ có thể bị rơi xuống cống nước bất cứ lúc nào. Những loại nhân họa kỳ lạ này nếu trước đây chỉ thấy trong phim ảnh thì bây giờ đã thành hiện thực ở Trung Quốc đại lục. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây ở nhiều tỉnh trên đất liền đã xảy ra gió giật mạnh, mưa to và mưa đá. Trong đó, gió mạnh cấp 12 xảy ra cục bộ ở Nhạc Dương, Hồ Nam, làm sập một số ngôi nhà. Quý Châu trải qua mưa đá 13 ngày liên tiếp kể từ tháng trước. Điều hiếm thấy trong cùng thời kỳ trong lịch sử, mưa lớn ở Thiểm Tây khiến tường gạch đổ sập nhà, 3 người bị vùi lấp và tử vong. Hồi đầu tuần, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương cho biết, thời tiết đối lưu mạnh như gió mạnh, mưa đá và mưa lớn đã xảy ra ở nhiều nơi của tỉnh Hồ Nam. Gió mạnh từ cấp 9 trở lên phổ biến ở khu vực Hồ Động Đình, trong đó các thị trấn Trung Châu, Mạ Đường, Tân Khai và Ngọc Khẩu ở huyện Nhạc Dương, một cơn lốc xoáy đạt cấp 12 vào tối Chủ nhật. Ở một số nơi, nhà cửa bị sập hoặc bị hư hại, và khu vực nông nghiệp, các nhà kính bị hư hại, cây gãy đổ.
Đài quan sát khí tượng tỉnh Quý Châu tiếp tục đưa ra dự báo dông, mưa đá, gió giật và mưa dông vào ngày Chủ nhật, đồng thời chỉ ra rằng Quý Châu đã có 13 ngày mưa đá liên tiếp, điều hiếm thấy trong cùng thời kỳ lịch sử. Ngoài ra, vào khoảng 16 giờ chiều Chủ nhật, do trời mưa liên tục nên bức tường gạch của một nông dân ở tọa độ 213 km+700m trên tuyến Gia Ô thuộc thôn Tân Gia Bình, trung tâm dịch vụ tiện ích Gia Ô, huyện Gia Tiên, tỉnh Thiểm Tây đã đổ sập, chôn vùi một số người đi đường. Mọi người bị mắc kẹt và sau đó 3 người được giải cứu và 3 người còn lại đã chết sau khi giải cứu thất bại. Thời gian gần đây, nhiều nơi trên đất liền có gió mạnh, xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá. Ví dụ vào tối ngày thứ Bảy, Vũ Hán, Giang Tô, Thượng Hải và An Khánh đều gặp thời tiết khắc nghiệt như vậy. Trong đó, lốc xoáy mạnh cấp 9 xuất hiện tại quận Kaidian, thành phố Vũ Hán khiến 6 người mất liên lạc và 41 người phải đi cấp cứu. Thị trấn Thịnh Trạch, Tô Châu, tỉnh Giang Tô bị lốc xoáy tấn công khiến 1 người chết và 21 người bị thương. Thưa quý vị, cơn bão mạnh số 4 đã tàn phá miền Đông Trung Quốc. Theo thống kê chưa chính thức, đã có ít nhất 17 người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề. Hiện tại, bão số 4 đang hướng tới Đài Loan và Hồng Kông, dự kiến sẽ quay trở lại cập bến Quảng Đông vào thứ Sáu. Bão số 4 đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang phía Đông Trung Quốc vào khoảng 11 giờ đêm thứ Tư, mang theo những cơn bão và mưa lớn tương đương với cơn bão Haiyan năm 2013, khiến 7.350 người thiệt mạng. Các nhà chức trách đã đưa ra mức cảnh báo bão cao nhất cho 6 tỉnh. Thông tấn xã Trung ương đưa tin, các quan chức của Ủy ban Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai cho biết, theo báo cáo có 17 người thiệt mạng. Báo cáo sơ bộ cho biết, trong số 17 người có 5 người bị cây gãy đè trúng, 2 người bị thương trong căn lều tạm bợ, số còn lại tử vong do sạt lở đất. Cơn bão mạnh số 4 đã tàn phá phía Đông Trung Quốc. Theo thống kê chưa chính thức, đã có ít nhất 17 người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề. Các nhà chức trách cho biết cơn bão số 4 đã càn quét qua các ngọn núi và các làng nông nghiệp ở phía Bắc Luzon trong đêm, gây thiệt hại trên diện rộng và giết chết ít nhất 10 người trong các vụ lở đất. 2 người trong số họ đã bị chôn sống trong một trận lở đất tại nhà của họ khi đang ngủ. Mặt khác, hơn 90.000 người đã được sơ tán đến các trung tâm sơ tán tạm thời trước khi cơn bão đổ bộ. Hơn 3.500 hành khách đi thuyền bị mắc kẹt tại cảng, ít nhất 14 chuyến bay nội địa bị hủy và các lớp học đã được công bố vào thứ Năm, bao gồm cả ở Hàng Châu. Mưa to gió lớn do bão số 4 mang đến đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng. Nhiều tuyến đường quan trọng không thể đi qua do sạt lở đất hoặc cây đổ. Sức mạnh của bão số 4 có thể so sánh với cơn bão Haiyan năm 2013. Nó đổ bộ từ phía đông bắc đảo Luzon lúc 11 giờ đêm qua. Rất may, sức mạnh của nó đã yếu đi và rời Trung Quốc lúc 17 giờ chiều thứ Năm và đi vào Biển Đông. Nó dự kiến sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển của tỉnh Quảng Đông gần Hồng Kông vào trưa hôm nay. Bão số 4 có thể trở thành cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Quảng Đông trong cùng thời kỳ lịch sử. Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo bão màu cam hôm thứ Tư. Dự kiến chiều thứ Sáu, bão số 4 sẽ đổ bộ vào khu vực từ Chu Hải đến Sán Vĩ và sẽ đổ bộ trực diện vào các khu vực ven biển của Quảng Đông với sức gió có thể đạt cấp 14. Bị ảnh hưởng bởi bão số 4, sẽ có mưa lớn ở phía đông Quảng Đông và đồng bằng sông Châu Giang vào thứ Sáu. Mực nước trên bờ sẽ dâng cao từ 0,8 đến 1,5m và xảy ra một lần trong 10 đến 20 năm. Cơn bão dữ dội đang tiến đến Hồng Kông. Cathay Pacific Airways đã đưa ra cảnh báo vào đêm qua, dự kiến các chuyến bay đến và đi từ Hồng Kông sẽ bị ảnh hưởng đáng kể vào ngày mai và ngày kia. Cathay Pacific Airways đã đưa ra thông báo tới hành khách, trong đó nêu rõ hãng đang theo dõi chặt chẽ khả năng ảnh hưởng của bão số 4, nhưng đồng thời cho biết tình hình có thể thay đổi bất cứ lúc nào, đồng thời kêu gọi hành khách kiểm tra tình trạng chuyến bay trước khi khởi hành. Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão số 4, các chuyến phà giữa Hồng Kông và một số khu vực ở đồng bằng Châu Giang đã bị đình chỉ từ 3 giờ chiều. Các địa điểm bị đình chỉ bao gồm Giang Môn, Chu Hải, Xà Khẩu ở tỉnh Quảng Đông và Liên Hoa Sơn ở Quảng Châu. Tất cả các dịch vụ phà chở khách giữa Hồng Kông và các thành phố khác ở châu thổ sông Châu Giang đã bị đình chỉ vào ngày thứ Năm. Tại Đài Loan, do sự tương tác giữa vùng ngoại vi của bão số 4 với gió Đông Nam và địa hình, vào thứ Năm và thứ Sáu, lượng mưa lớn nhất sẽ xảy ra ở Đài Đông, Bình Đông, bán đảo Hàng Xuân, Hoa Liên và Nghi Lan. Tiếp theo là vùng núi phía Bắc và vùng núi phía Nam, các khu vực khác bị ảnh hưởng nhẹ. Thứ Bảy và Chủ nhật, gió Nam sẽ chuyển hướng sang Đài Loan, khu vực Đông Nam Bộ và Nam Bộ sẽ có mưa, các khu vực khác trưa chiều khả năng có mưa kém ổn định hơn. Đợt front tiếp theo sẽ đến vào tối Chủ nhật tuần sau hoặc sáng thứ Hai tuần sau. Ngày Chủ nhật thời tiết sẽ thay đổi, front sẽ di chuyển về phía Nam vào thứ Ba tới, thời tiết nhiều nơi sẽ cải thiện.
chỉ có mưa vài nơi nửa phía đông. Thứ tư và thứ năm tới, thời tiết sẽ ổn định, nhiều mây đến nắng. Thưa quý vị, tuần qua nhiều nơi ở Bắc Kinh và Hà Bắc xuất hiện tuyết rơi dày đột ngột hiếm gặp. Vào buổi tối ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô đột nhiên có gió lớn, cát đá bay tứ tung, gió mạnh cuốn khắp đường phố mang theo đủ loại đồ vật bị thổi bay. Tất cả cây cối trên một con phố đều bị gãy và chiếc xe bị thổi bay. Được biết, sức gió tối đa là cấp 14, sau gió mạnh lại có mưa đá. Theo báo cáo của truyền thông Đại Lục, vào tối thứ Bảy, do ảnh hưởng của xoáy lạnh Đông Bắc, gió cực đoan ở Liên Vân Cảng, Diêm Thành, Hoài An, Dương Châu, Thái Châu, Nam Thông, Trấn Giang và Thường Châu ở Giang Tô đạt cấp 9 trở lên và gió cực mạnh ở tập đoàn Tam Hiễu, thị trấn Tam Nghiêu, huyện Thông Châu, Nam Thông đạt cấp 14. Đoạn video trực tiếp cho thấy, vào buổi tối hôm đó, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô đột nhiên có gió lớn, cát và đá bay tứ tung. Trong video, một tấm biển quảng cáo cực lớn bị gió thổi bay, quật ngã người đàn ông đi xe đạp bên đường và đè bẹp dưới tấm biển quảng cáo. Tất cả những cây lớn trồng trên một con phố đều bị gãy ở giữa. Một đoạn video khác cho thấy khu vui chơi dành cho trẻ em phía trước Ngô Việt Plaza ở thành phố Nam Thông đã bị gió mạnh thổi bay. Nhiều bậc cha mẹ đang tìm kiếm con cái của họ trong cơ sở bị sập. Gió giật mạnh, nhiều mảng biển quảng cáo bị thổi bay, đè trúng ô tô trên đường, chiếc xe bị gió thổi lật, toàn bộ mái che trên nóc bị thổi bay, đập vào những chiếc xe trên đường tạo nên một đống hỗn độn. Sau cơn gió mạnh, mưa đá lại rơi xuống và tiếp tục đập mạnh. Ngoài Giang Tô, trong ngày, nhiều nơi ở Bắc Kinh và Hà Bắc cũng bất ngờ xuất hiện tuyết rơi dày đặc. Theo thông báo khẩn cấp quốc gia của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh dự đoán sẽ có mưa nhẹ ở khu vực địa phương vào thứ Bảy. Nhưng tại thị trấn Đông Cung và làng Lagu, quận Trường Bình, Bắc Kinh, thay vì những hạt mưa, những bông tuyết trắng lại rơi xuống. Ngoài ra, tại làng phía đông của thị trấn Puhua, Phong Sơn, Bắc Kinh, tuyết rơi cũng xảy ra, toàn bộ ngọn núi bị tuyết bao phủ. Theo các báo cáo, nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Kinh ở phía Bắc Đông Băng Hoa Bắc chỉ vào khoảng 10-12 độ. Trong khi nhiệt độ ở Trương Gia Khẩu Hạ Bắc, nơi có độ cao lớn hơn đã giảm xuống khoảng 0 độ. Đây là thời điểm Trung Quốc bước vào mùa hè. Từ ảnh chụp màn hình của video có thể thấy sân thượng hoa ở Đông Cung, thị trấn Puhua, Phong Sơn, Bắc Kinh đã là một thế giới trắng xóa và không hề có bóng dáng của mùa hè. Tuyết cũng rơi ở Mentougou, quận Trường Bình và quận Diên Khánh ở Bắc Kinh và tuyết bắt đầu tích tụ trên các ngọn cây và thậm chí cả ô tô. Cư dân mạng cho biết tuyết trắng kết hợp với những ngọn cây vốn đã xanh tươi và những bông hoa anh đào đang nở rộ, cảnh thật đẹp. Cùng ngày, tại Trương Gia Khẩu, Hà Bắc, một số cư dân mạng cũng chụp được cảnh tuyết rơi dày đặc, những chiếc ô tô đậu bên đường bị tuyết bao phủ hoàn toàn. Cư dân mạng bình luận trên Weibo, không phải là mùa hè sao? Tại sao tháng 4 vẫn có tuyết? Tuyết, mưa đá ở Sơn Đông, điều gì đang lặng lẽ đến, là niềm vui hay đau khổ? 3 giờ sáng ngày hôm qua, lũ lụt và lở đất đã xảy ra ở huyện Đan Ba, Châu tự trị dân tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên. Rất nhiều cư dân mạng đã đăng tải đoạn video về trận lũ kinh hoàng này. Nước lũ lao tới rất nhanh đã cuốn trôi nhiều ngôi làng trên đường mà lũ đi qua, một số ngôi làng đã biến mất trong nháy mắt. Theo tin tức từ các phương tiện truyền thông Bắc Kinh, khoảng 3 giờ sáng ngày hôm qua, tại Mai Long Câu, thị trấn Bàn Phiến Môn, huyện Đan Ba, Châu tự trị Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, do đất đá đổ từ trên núi xuống chặn đứng dòng sông Tiêu Kim Xuyên nên đã hình thành một đập nước. Từ thông tin của Ban tuyên giáo của Đảng ủy quận Đan Ba cho biết các đập bị vỡ và tràn xuống hạ lưu. Nước lũ dữ dội nhấn chìm và phá hủy những ngôi nhà trong thôn và trạm phát điện. Hiện tại, hơn 20.000 người đã được sơ tán và di chuyển đến khu vực an toàn. Dương Hoa, một người dân ở Mai Long Câu nói rằng trận lở đất xảy ra vào lúc rạng sáng khi anh đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng hô hào của người dân trong làng rằng đã xảy ra một vụ lở đất. Người dân trong làng hò hét kêu gọi nhắc nhở nhau nhanh chóng di tản. Đoạn video tại hiện trường cho thấy vụ lở đất xảy ra ở một ngọn núi cây cối mọc um tùm và hầu hết các ngôi nhà ở vùng núi hẻo lánh đã bị nước bùn và đá tàn phá. Ngoài Mai Long Câu ra, các ngôi làng ở vùng hạ lưu của sông Tiêu Kim Xuyên cũng chịu thiệt hại bởi vỡ đập. Các nhân viên công tác của Ban tuyên giáo huyện Đan Ba nói rằng đập chắn nước khiến các con đường trong khu vực Lạn Thủy Loan bị gián đoạn và một vụ lở đất đã xảy ra tại làng An Nương Trại của Lạn Thủy Lan. Đến 12 giờ ngày 9, đập tại Mai Long Câu với cơ bản đã ổn định nhưng nước lại bắt đầu tràn ra. Nước sông đánh vào vùng hạ lưu, con sông gần làng An Nương Câu đã cuốn trôi những ngôi nhà và phá hủy con đường của làng.
Ngoài ra, các cơ sở như nhà cửa, giao thông, điện lực cung cấp phương tiện thông tin liên lạc trong khu vực đều bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Tổng chiều dài đường bị xói mòn vào khoảng 1,7 km. Nhà máy điện Mai Long Cầu bị phá hủy, còn nhà máy điện Nương Câu đang đứng trước nguy cơ. Đoạn video được rất nhiều cư dân mạng đăng tải khiến người xem phải thất kinh. Nước lũ khổng lồ từ thượng lưu lao nhanh xuống đến mức một số ngôi làng lớn biến mất trong nháy mắt, mà từ đỉnh núi đất đá đột nhiên đổ xuống nuốt chửng và chôn vùi nhiều ngôi làng. Cho tới nay giờ vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết khi vẫn còn ngủ. Dưới đây là một số video được đăng tải bởi cư dân mạng sau khi thảm họa qua đi. Vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày hôm qua, vỡ đập ở tỉnh Tứ Xuyên, lũ lớn đã đến mức hai ngôi làng biến mất ngay tức khắc. Hơn 20.000 người khác đã được rời đi, tuy nhiên có 2 người bị mất liên lạc. Ở các tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt nghiêm trọng. Một trận lở đất đá đã xảy ra ở huyện Đan Ba, tỉnh Tứ Xuyên, khiến ngôi làng trong vùng sâu bị chôn vùi. Hiện tại vẫn chưa biết rốt cuộc có bao nhiêu người dân đã chết. Theo thống kê, vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm qua, lũ lụt và lở đất đá đã xảy ra ở 10 nơi của khu vực huyện Đan Ba, phá hủy khoảng 22 km đường xá và 30 km sông ngòi. Hầu hết các loại hoa màu và cây trồng của dân làng đã hoàn toàn bị tàn phá. Đập nước ở Đan Ba, Tứ Xuyên vỡ khiến cho nước lao xuống phá hủy các ngôi làng trên đường nơi lũ quét qua. Nhiều ngôi làng gần như bị san phẳng. Trong số đó, ở An Nương Câu, Châu Tự Trị Dân Tộc Tạ Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, chỉ còn lại 15 ngôi nhà trong toàn bộ ngôi làng sau khi lũ qua đi. Tuy nhiên, đối với một thảm họa nghiêm trọng như vậy, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đưa tin một cách hời hợt. Các nhân viên cứu hộ tại hiện trường nói rằng nhiều người bị mắc kẹt trong nhà của các ngôi làng bị ngập lụt. 14 người trong số họ đã được giải cứu thành công, còn 2 người khác thì bị mất liên lạc. Đáp lại, một số cư dân mạng đã đăng tải một đoạn video tiết lộ vào ngày 18 rằng thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên đã bị ngập lụt. Các phương tiện truyền thông của chính quyền địa phương đã huy động gần như toàn bộ lực lượng và hàng trăm phóng viên đi theo để chụp những bức ảnh, cái gọi là truyền năng lượng tích cực. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại của người dân ở các khu vực thiên tai thì lại bị bỏ qua. Chuyên gia, Hải quân Trung Quốc lớn nhất thế giới nhưng không ai sợ. Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới với khoảng 350 tàu chiến và tàu ngầm, nhưng tại sao không ai sợ nó? Trên thực tế, PLA thường bị hải quân các nước nhỏ như Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và Ấn Độ xua đuổi. Chuyên gia quan hệ quốc tế Askay Narang phân tích trên trang tin tức TFI Global rằng Hải quân Trung Quốc chỉ chú ý đến sự phô trương và biểu diễn. Về mặt thống kê, Hải quân Trung Quốc tuyên bố có số lượng lớn nhất có thể thỏa mãn lòng tự tôn của phe cứng rắn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, Hải quân Trung Quốc chỉ hùng mạnh trên giấy và không hoạt động hiệu quả dưới nước. Một tàu chiến của Trung Quốc không có bất kỳ tính đối kháng nào. Tất cả những gì nó phải làm là xâm nhập vào vùng nước của đối thủ và bị đuổi đi mà không gây ra bất kỳ tổn hại nào. Ví dụ, Trung Quốc đang đóng một tàu sân bay thứ 3 mang tên 003, dự kiến sẽ được hạ thủy trong năm nay. Nó được coi là con tàu lớn nhất trong hạm đội hải quân Trung Quốc, nhưng vấn đề là Trung Quốc không có bất kỳ máy bay chiến đấu nào để trang bị cho tàu sân bay 003 khổng lồ của mình. Do đó, trên thực tế, hải quân Trung Quốc sẽ vận hành một khẩu súng mà không có đạn dược. Ông Narang cũng nói rằng đừng ngạc nhiên khi bạn đọc thông tin Việt Nam xua đuổi các tàu có cờ Trung Quốc hoặc Việt Nam đã tạo ra một đội dân quân tàu đánh cá khổng lồ có thể áp đảo các tàu Trung Quốc. Tương tự, Nhật Bản thường xuyên xua đuổi các tàu Trung Quốc xâm nhập vào vùng biển Nhật Bản gần quần đảo Senkaku. Mới đây, Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thông báo Mỹ sẽ tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn 2022 Lashkar Pratik 2022. Mục đích của cuộc tập trận này là để kiểm tra xem các lực lượng sẽ tác chiến như thế nào ở những nơi xa xôi, trong trường hợp có thể xảy ra xung đột với Trung Quốc hoặc Nga. Đây được biết đến là cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong 40 năm qua, kéo dài trên 17 múi giờ và có sự tham gia của khoảng 25.000 hải quân và lính thủy đánh bộ đến từ Hoa Kỳ, Châu Phi, Châu Âu và Thái Bình Dương. Đội hình hùng hậu bao gồm tàu sân bay, tàu ngầm, máy bay chiến đấu và tàu không người lái. Cuộc tập trận bao gồm các hoạt động thực địa, hỗ trợ hậu cần, đổ bộ, hoạt động đường không, hoạt động trên không và trên biển và các hoạt động của lực lượng đặc biệt. Theo Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, cuộc tập trận quy mô lớn năm 2022 chứng tỏ khả năng của Hải quân Hoa Kỳ trong việc huy động lực lượng lớn mạnh, chính xác và có lực sát thương trên phạm vi toàn cầu. Trước đó, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth của Anh đã đi vào Biển Đông và tiến đến Nhật Bản. Vừa qua, Đức đã cử một tàu khu trục nhỏ đến Biển Đông và tới thăm nhiều nước trong chuyến đi hàng hải kéo dài 7 tháng, dự kiến sẽ đi qua vùng biển Việt Trung vào giữa tháng 12.
cũng trong cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ấn Độ thông báo sẽ cử một lực lượng đặc nhiệm gồm 4 tàu chiến tới Biển Đông, thời gian thực hiện nhiệm vụ là 2 tháng. Chuyên gia Narang cho rằng, Hải quân Trung Quốc căn bản là không thể chống lại các đối thủ của họ. Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo các cường quốc khác không nên tiến vào Biển Đông, nhưng khi nhóm tác chiến tàu sân bay của Anh tiến vào Biển Đông, khi Hoa Kỳ đang tiến hành cuộc tập trận quân sự quốc tế quy mô lớn ở Biển Đông, thì Hải quân Trung Quốc lại không có động thái gì, mặc dù các kênh truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đăng tải một bài báo hiếu chiến về cuộc diễn tập quân sự này, nhưng nó đã vạch trần sự yếu nhược và kém năng lực của PLA. Hiện tại, Bắc Kinh đã yêu cầu Berlin làm rõ ý định khi cho tàu chiến đến Biển Đông. Ông Narang cho biết trong bài phân tích rằng, nếu Trung Quốc thực sự có một lực lượng hải quân hùng mãnh, họ sẽ không yêu cầu đối thủ làm rõ ý định và đối thủ của Bắc Kinh sẽ không dám tiến vào Biển Đông. Ngược lại, sự kém cỏi của hải quân Trung Quốc thì ai cũng biết và các đối thủ của Bắc Kinh cũng chẳng sợ hãi gì mà phô bày thực lực trước Trung Quốc. Bài phân tích kết luận rằng, vì vậy hải quân Trung Quốc đang trở thành trò cười lớn nhất trên thế giới vì sự quá khổ của nó thay vì là một lực lượng quân sự đáng sợ. Mỹ, Nhật quan ngại về Biển Đông, vũ khí hạt nhân Trung Quốc. Tại hội nghị trực tuyến các bộ trưởng ngoại giao diễn đàn khu vực ASEAN lần thứ 28, các ngoại trưởng Mỹ và Nhật Bản lần lượt bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông, nơi Trung Quốc đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền phi pháp. Bên cạnh đó, tham vọng hạt nhân của chính quyền Bắc Kinh cũng trở thành chủ đề nóng trong cuộc thảo luận giữa ASEAN và các đối tác, theo Kyodo News đưa tin. Diễn đàn khu vực ASEAN gồm 27 thành viên và là một trong những cơ chế đối thoại quốc tế có sự tham gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Theo website Bộ Ngoại giao Mỹ, tại hội nghị Ngoại trưởng Mỹ Blinken kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hành vi khiêu khích tại Biển Đông và tuân thủ cam kết của mình theo Công ước Quốc tế về Luật Biển. Quan điểm này được Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi lên tiếng ủng hộ. Nhà ngoại giao nhấn mạnh những hành vi đơn phương sử dụng vũ lực làm thay đổi hiện trạng, không những tiếp diễn mà còn được đẩy mạnh tại Hoa Đông lẫn Biển Đông. Bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, Nhật Bản cực lực phản đối các hành vi trên. Theo ông Motegi, Ngoại trưởng Motegi khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, hành xử dựa trên luật lệ, minh bạch. Đáp trả, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng sự can thiệp của các quốc gia ngoài khu vực là mối đe dọa lớn nhất cho hòa bình và ổn định tại Biển Đông. Ông Vương Nghị cũng cho rằng các nước trong vùng nên phản đối các chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ và đồng minh tại các vùng biển của khu vực, bao gồm Biển Đông, theo Tân Hoa Xã. Bên cạnh Biển Đông, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc còn thể hiện qua vấn đề vũ khí hạt nhân. Tại hội nghị, Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc tăng mạnh kho vũ khí hạt nhân. Theo đó, nêu bật thực tế Bắc Kinh đang từ bỏ chiến lược hạt nhân được áp dụng trong nhiều thập niên. Theo thông cáo Bộ Ngoại giao Mỹ, cả Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ đều tỏ ra lo ngại sau khi báo cáo của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ vào tháng 6 kết luận Trung Quốc đã xây hơn 100 hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM ở vùng Tân Cương.